Ngày 13 tháng 7, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc công viên phần mềm Quang Trung cho biết, để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với giấy tờ khi kiểm tra ở các chốt tại cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị vừa thử nghiệm một hệ thống camera soi chiếu giấy tờ. Lực lượng kiểm tra ở các chốt chỉ cần thông qua màn hình để kiểm tra giấy tờ, không cần phải tiếp xúc trực tiếp để đảm bảo an toàn. Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch ở chân cầu Phú Long, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cửa ngõ từ Bình Dương vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, mục tiêu thử nghiệm hệ thống soi chiếu này là giảm tiếp xúc trực tiếp cũng như giảm nhân lực trực tiếp kiểm tra ở các chốt kiểm soát dịch. Do đây là cách làm mới nên nhiều tài xế lưu thông qua chốt còn lạ lẫm, chưa quen với cách kiểm tra công nghệ này. Vì thế, lực lượng tại chốt phải hướng dẫn người dân, tài xế bỏ giấy tờ vào khu vực soi chiếu. Nhiều người bỏ vào không đúng cách thì hệ thống sẽ không đọc được. Ông Lâm Nguyễn Hải Long cũng cho biết, trong hôm nay, đơn vị tiếp tục thử nghiệm áp dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống để đếm số lượng người, số lượng phương tiện qua các chốt, trạm kiểm soát. Các kỹ sư của công viên phần mềm Quang Trung đã được cử xuống để tiếp tục hoàn thiện hệ thống hơn trong công tác soi chiếu kiểm tra giấy tờ ở các chốt.